Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đà, gồm cả An Nhẫn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, thân tâm tinh tấn, thường không gián đoạn, mặc áo giáp đại bi, phát lời thề rộng lớn. Tất cả hữu tình bị chìm đắm trôi lăn trong biển khổ, con sẽ cứu vớt họ, đưa đến bờ Niết Bàn Cam Lộ. Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc dù nhập vào sơ tịnh lự cho đến định diệt tưởng thọ, nhưng không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, cũng không chứng thật tế, nhờ nguyện lực xưa mà được tồn tại. Lại nghĩ như vậy, các loại hữu tình bị chìm đắm trong biển khổ, tự mình không thể đưa ra được. Này ta đã trụ vào giới thanh tịnh, dùng phương tiện để phát sanh thần thông tịnh lự, nhất định sẽ cứu vớt chúng sanh đặt lên bờ Niết Bàn thường lạc. Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh lự Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, không thấy pháp nào là hữu vi hay vô vi, hoặc thuộc hữu tướng hay vô tướng, hoặc thuộc hữu số hay vô số, chỉ quán các pháp không lìa chân như, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghì. Những chân như vân vân này cũng bất khả đắc. Nhờ phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa này mà vị ấy không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, chỉ hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Đó là Đại Bồ Tát an trụ vào tịnh giới Ba La Mật Đa, gồm cả Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào mà Đại Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa? Phật dạy: Thiện hiện, Đại Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, từ lúc mới phát tâm cho đến khi ngồi tòa Bồ Đề. Trong thời gian ấy, nếu không có các loại hữu tình đến hủy báng khinh khi nhục mạ một cách phi lý, cho đến cắt xẻ thân ra từng khúc mang đi, khi ấy Bồ Tát hoàn toàn không sân giận, chỉ nghĩ: Các loại hữu tình này rất đáng thương, bị phiền não độc hại quấy loạn thân tâm, không được tự do, không chỗ nương tựa, không người cứu giúp, bị bần cùng nghèo khổ hành hạ, ta hãy bố thí cho họ những vật cần dùng như thức ăn, nước uống, áo quần và các thứ đồ đạc khác. Sau đó đem căn lành của sự bố thí này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Lấy vô sở đắc để làm phương tiện, khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả bố thí Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, từ lúc mới phát tâm cho đến ngồi tòa Bồ Đề, trong thời gian ấy cho đến thì tự cứu mạng sống, thì không nên làm tổn hại đến các hữu tình, cho đến không có các ác tà kiến. Khi Bồ Tát tu tịnh giới như vậy, không cầu địa vị thanh văn độc giác, lại đem căn lành tịnh giới ấy bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả tịnh giới Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, phát sanh dõng mãnh tinh tấn tăng thượng thường nghĩ: Nếu một hữu tình ở ngoài một do tuần, ngoài 10, 100 cho đến vô lượng do tuần, hoặc ở ngoài một thế giới, hoặc ngoài 10, 100 cho đến vô lượng thế giới, có thể độ được, ta nhất định sẽ đến, dùng phương tiện giáo hóa để họ thọ trì 8 học xứ, hoặc 5 học xứ, hoặc 10 học xứ, hoặc cụ túc học giới, hoặc khiến họ trụ vào quả dự lưu, quả nhất lai, quả bất hoàn, quả A-la-hán, hoặc trụ vào độc giác Bồ Đề, hoặc khiến họ trụ vào địa vị Bồ Tát cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ta còn chẳng mỏi mệt, huống chi giáo hóa cho vô lượng vô số vô biên hữu tình đều đạt được lợi ích an lạc mà lại mỏi mệt, lại đem căn lành tinh tấn bình đẳng cho các hữu tình và cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng Đại Bồ Đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa, gồm cả tinh tấn Ba La Mật Đa. Nếu Đại Bồ Tát an trụ vào An Nhẫn Ba La Mật Đa tâm chẳng loạn,
lìa bỏ pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, đi sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự, nói rộng cho đến định diệt tưởng thọ. Trong các định này, phát sanh tâm và tâm sở pháp đều hòa hợp với tất cả căn lành, lại bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đối với các tịnh lự và chi tịnh lự hoàn toàn vô sở đắc, đó là đại bồ tát an trụ vào an nhẫn ba la mật đa, gồm cả tịnh lự ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào an nhẫn ba la mật đa để tu hành bát nhã ba la mật đa trong các pháp trụ pháp quán trên pháp, tuy lấy hành tướng của viễn ly, hoặc lấy hành tướng của tịch tĩnh, hoặc lấy hành tướng vô tận, hoặc lấy hành tướng vĩnh viễn diệt, dù quán tất cả pháp, nhưng đối với các pháp tánh không thể tác chứng, cho đến ngồi tòa bồ đề chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, giải khỏi tòa này rồi chuyển diệu pháp luân, làm lợi ích an lạc cho các hữu tình, lại đem căn lành diệu tuệ này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào an nhẫn ba la mật đa, gồm cả bát nhã ba la mật đa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, làm thế nào đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, gồm cả bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Thiện hiện, nếu đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, thân tâm tinh tấn không giải đãi, cầu các pháp lành cũng không mỏi mệt, luôn nghĩ là nhất định sẽ đắc trí nhất thiết trí, không thể không đắc, đại bồ tát ấy vì muốn làm lợi ích cho tất cả hữu tình nên phát nguyện: Nếu có một hữu tình ở ngoài một do tuần, hoặc 10, 100 cho đến vô lượng do tuần, hoặc ở ngoài một thế giới, hoặc ngoài 10, 100 cho đến vô lượng các thế giới, người nào đáng độ, ta nhất định đến đó dùng phương tiện giáo hóa. Nếu thiện nam tử bồ tát thừa thì khiến vị ấy trụ vào quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nếu là thiện nam thanh văn thừa thì khiến họ trụ vào quả dự lưu nhất lai bất hoàn a la hán, nếu thiện nam độc giác thừa thì khiến vị ấy an trụ độc giác bồ đề, nếu các hữu tình khác thì khiến họ an trụ vào 10 thiện nghiệp đạo. Như vậy ta đều lấy đầy đủ pháp thí, tải thí mà phương tiện làm cho họ được sung túc đầy đủ, lại đem căn lành bố thí này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không cầu địa vị thanh văn độc giác, lấy vô sở đắc làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, gồm cả bố thí ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, từ lúc mới phát tâm cho đến khi ngồi tòa bồ đề, tự lìa sát sanh cho đến tà kiến, cũng khuyến khích người lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, tùy thuận và khen ngợi sự lìa bỏ sát sanh cho đến tà kiến, vui mừng hoan hỉ với người không sát sanh cho đến tà kiến. Bồ tát ấy giữ tịnh giới ba la mật đa này, không cầu quả nhị thừa và quả báo bà cõi, chỉ đem căn lành tịnh giới này bình đẳng cho các hữu tình cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc để làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tầm, đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng. Đó là đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa, gồm cả tịnh giới ba la mật đa. Nếu đại bồ tát an trụ vào tinh tấn ba la mật đa từ khi mới phát tâm cho đến lúc ngồi tòa bồ đề, trong thời gian ấy người chẳng phải người vân vân tranh nhau đến xúc não, hoặc chặt thân thể ra từng khúc rồi tự tiện đem đi. Khi ấy bồ tát không nghĩ ai đâm chém ta, ai chặt đứt ta, ai mang đi, chỉ nghĩ này ta được lợi ích lớn, các hữu tình đó vì làm lợi ích cho ta nên đến chặt xẻo thân thể ta ra từng phần. Nhưng ta vốn vì tất cả hữu tình mà thọ thân này, họ đến tự lấy tất cả vật của ta là để thành tựu việc cho ta. Bồ Tát tư duy thật tướng các pháp rất kỹ như vậy để tu an nhẫn, rồi đem căn lành thủ thắng của an nhẫn này, không cầu địa vị thanh văn độc giác, chỉ đem căn lành an nhẫn này bình đẳng cho các hữu tình
cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, lấy vô sở đắc để làm phương tiện. Khi hồi hướng đại bồ đề như vậy phải xa lìa ba tâm. Đó là ai hồi hướng về đâu, lấy gì hồi hướng? Đó là Bồ Tát an trụ và tinh tấn Bà La Mật Đa, gồm cả an nhẫn Bà La Mật Đa. Nếu đại Bồ Tát an trụ vào tinh tấn Bà La Mật Đa, siêng năng tu học các định, nghĩa là lìa pháp dục ác bất thiện, có tầm có tứ, ly sanh hỷ lạc, nhập vào sơ tịnh lự cho đến nhập vào định thứ tư, luôn có tư tưởng ban vui cho các hữu tình, vào từ vô lượng nói rộng cho đến nhập vào xả vô lượng, đối với các sắc luôn có tưởng nhàm chán sự thô, và nhập vào định không vô biên xứ nói rộng cho đến nhập vào định diệt tưởng thọ. Đại Bồ Tát ấy mặc dù nhập vào tịnh lự vô lượng vô sắc diệt định như vậy, nhưng không nhận lấy quả dị thục của nó, chỉ theo hữu tình nào đáng được giáo hóa làm lợi ích thì sanh ở nơi đó. Đã sanh vào đó rồi, dùng bốn nhiếp pháp, sáu Bà La Mật Đa mà làm lợi ích cho họ. Đại Bồ Tát ấy nương vào các tịnh lự phát sanh thần thông thù thắng, đi từ cõi Phật này đến cõi Phật khác để gần gũi cúng dường chư Phật Thế Tôn, thưa hỏi tánh tướng các pháp sâu xa, siêng năng tinh tấn mà phát sanh căn lành thù thắng, đem căn lành này lấy vô sở đắc làm phương tiện bình đẳng cho các hữu tình, cùng nhau hồi hướng đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề.